Chào buổi sáng mọi người. Alice chào ông bà cô chú đi. Chào. Ai cắt ra hả? Ok. Em chào ông bà cô chú đi. Alice nói đi chào. Hey hey, chào ông bà cô chú. Chào ông bà cô chú. Sáng sớm ngủ dậy dở cái điện thoại ra vui quá cho nên phải quay liền luôn, bà cô chú anh chị thông cảm nha, mới ngủ dậy bước xuống luôn á. Hôm nay kênh Nhà Dịch đã đạt mốc 20.000 lượt sub rồi mọi người ơi, 20.000 lượt theo dõi rồi, vui quá chừng luôn. Hôm nay làm gì ăn để ăn mừng 20.000 lượt sub đi ta. Anh lúc anh đang chiên bánh crepe cho mình ăn sáng. À mà cuối tuần á, cái ngày nào mà được nghỉ á, là anh mất anh sẽ nấu đồ ăn sáng. Bánh của ba làm ngon không em Malik? Nó cũng mèo nhỏ. À, mèo nhỏ, bánh của ba chiên ngon không? Yes, it's good. But all service. Trời ơi, sáng sớm rồi cho ba mít tập thể dục rồi kìa. Ăn sáng xong rồi nhiều năng lượng rồi, nạp năng lượng vô rồi, ngủ một đêm vậy. Hóp ba lít à. Trời ơi, chị lít nè. Đi lên đây ba ẩm luôn kìa. Ba bà. Vậy từ đó. Vua rằng khá nôn, hò sư ghê thư xe phơ lìa đá nè. Ôi, vui quá. Vui quá. Anh Mít, anh cảm ơn ông bà cô chú anh chị và các bạn đã ra yêu thương Nhà Dịch nha. Can we feed đó? Okay. Ờ hả? Okay. Anh Mít, anh kêu đợi đi. Anh đi đâu vậy? Ôi vậy ăn mừng cái này á hả? Phải chơi gút cho mẹ. Ờ hả? Can we feed đó son ha? Trời ơi, sao tôi lấy kẹo lên ăn mừng á ông bà cô chú anh chị ơi. Ngon quá. Nè. Nó không cắn hả? Liếm rồi hả? Ok. Ngon quá. Dad, where's Dad? Họ ba đang tận hưởng rồi nha. Mời. Đang ăn cái cây này mà móc cái cây của người ta nữa là sao? Anh Mít ảnh nói ảnh đi dạo mà ảnh đi chợ á mọi người, ảnh mua một đống mấy cái đồ ăn về nè ông bà cô chú anh chị ơi. Tao nói ngày nào cũng đi chợ hết trơn á, ảnh bị ghiền đi chợ á mọi người. Có ai mà mấy anh đàn ông nào mà giống anh Mít không ta? Anh Mít nhà mình là ảnh đi ghiền đi chợ là có thiệt á. Hồi trước á đi chợ anh vô anh cứ hốt, anh không coi giá. Từ khi mà anh ở với mình á, xong anh bị lây cái tính của mình á, là bây giờ đi vô ông chợ coi hôm nay có giảm giá cái gì, bán cái đồ nào rẻ là hốt đem về để dành ăn từ từ. Trời ơi, mua bánh mì quá trời luôn. Mua nguyên một cái cây bánh mì, nguyên cái cây bánh mì baguette này nè, dài như vậy nè. Rồi còn mua thêm một cái bịch bánh mì này nữa. Cái này gì đây? Trời ơi, bánh mì không. Cái này cũng bánh mì, bánh để uống cà phê. Nhà mình lúc nào cũng có sẵn ở trong tủ lạnh hết trơn á, lỡ mà có khách tới cái là lấy ra. Loại bánh mì quế nè. Thịt bacon. À, ảnh mua tôm nữa nè mọi người. Ảnh mua tôm. Ôi sao đợt chảy nước hết trơn rồi. À cái này là ảnh mua con tôm tích nè. Hôm nay giá rẻ nè. Chảy nước ra hết trơn rồi. Trời ơi, anh mua phô mai nữa. Phô mai bào, trái cây. Đủ thứ hết, xúc xích. Ta nói á hả, cái này ăn cả tháng luôn á. À, nói giỡn chứ không có tới cả tháng nào. Ăn chắc mày vài ngày. Sao ba liếc? À liếc nó ra nó đem nó quê. Dạ. Cái hình này hôm bữa Tết đi về Việt Nam chụp hình nè, chụp ở ngoài chỗ đường Hoa Nguyễn Huệ. À ba nó, chuối. Chuối. Nặng quá. Con nói đi nặng quá. Chào ông bà cô chú. Chào. Anh xách mấy cái đồ mấy cái đồ đông lạnh đó mọi người.
đem bỏ xuống dưới cái tủ đá ở dưới tầng hầm á. Nhà mình có thêm một cái tủ đá ở dưới tầng hầm nữa, là nguyên một cái tủ đá to như vậy rồi, đầy kính hết trơn rồi, thêm một cái tủ ở dưới tầng hầm để trữ đồ nữa. Nè, cho con trái chuối nè. Cảm ơn con, cảm ơn mẹ. Cảm ơn mẹ. Con. Con. Cảm ơn mẹ. Cảm ơn mẹ. Giỏi. Xin chào bà cô chú, về chơi lại với con ăn chơi family của Sam TV. Mẹ bà cô chú ăn tối với nhà con. Chị hai quá trời luôn hả? Chị hai ạ. Em hồi sáng ngày nào mọi người thức dậy, ngủ một đêm thức dậy thì thấy kênh YouTube lên 20.000 ca sub. Trời ơi mừng quá trời luôn. Xong rồi á hả, nói cho anh Mít nghe, thế là anh Mít ảnh đi mua một cái mâm hải sản này, tôm này về để mình ăn mừng. Nhưng mà ăn mừng tập 1 thôi nha mọi người, tại vì bây giờ là tuần này á là anh Mít ảnh đi làm cuối tuần cho nên không có mời ông bà nội được. Thì hẹn mọi người thêm một cái ăn mừng tập 2 nha. Thì lúc đó sẽ là hoành tráng hơn khi có bà nội. Mà xíu. Cái bài ngày hôm nay cái bàn thức ăn ngày hôm nay là một tay mới chuẩn bị hết nha ông bà cô chú anh chị ơi. Cái bánh này kêu là bánh pie. Cái này là bánh pie. Có cái phô mai nó kêu là Westerbott Boston Oost. Mình cũng không biết cái này nó là gì. Nó như một dạng giống như là Parmesan vậy đó. Alice là ăn ai uống gì uống, chứ Alice là chỉ thích uống sữa thôi. Cái gì mà cay dữ vậy? Có ăn chúng cái gì mà cay vậy? Chị ba giỏi quá à. Chị ba giúp em. Mấy đứa nhỏ nó không có thích ăn hải sản nhiều á, cho nên xào mì cho mấy bạn nhỏ ăn. Alice nó khoái quá trời khoái luôn. Chị hai có thích ăn mì. Ủa chị hai, chị ba làm hết nguyên cây xúc xích rồi hả? Ôi. Chị ba là khoái ăn cái trứng. Con có muốn lấy nước tương không? Ừ, con lấy nước tương đi. Con lấy nước tương con chan vào trong cái trứng ăn cho nó ngon. Tại sao vậy? Ôi, Julia nó nói trong trường ngày hôm nay có vấn đề gì rồi đó, cho nên Julia nó nói nó không có được, không muốn nói chuyện ngày hôm nay. Julia, Sophia, con thử cái bánh pie của ba làm coi có ngon không? Đâu cái bánh pie kìa, con chưa ăn cái bánh pie. Đâu, con thử đi, con thử lại. Ngon hả? Rồi mà chan nước tương trong cái con bỏ này. Chị hai có nước tương trong trứng chưa? Con có muốn bỏ nước tương vô không? Không muốn hả? Sophia thích ăn nước mắm, Julia thì thích ăn nước tương. Với nước mắm. Cái sốt. Cái sốt con thích ăn á. Mời mọi người. Mommy, fast food là đang sẽ make fast food thôi. Nè, con khỏe rồi con ăn đi. Con dán cái tay áo con lên. Sợ hả? Ăn tôm mà sợ. Sợ không dám được. Cái con này kêu tôm tích nhưng mà nhìn nó đâu giống tôm tích đâu đúng không mọi người? Nguyên cái gạch nè. Con có biết ăn cái gạch không? Con thử không? Không biết ăn gạch hả? Nè. Cái cái gì nữa? Này, cái mì đủ rồi con. Con đừng có chan vô nó nữa. Hồi nãy mama nêm rồi đủ rồi. Quan mặn quá không có tốt đâu. Nè, cho chị hai nè. Ôi ơi, nguyên con luôn nè. Đó. Con không ăn cái gạch à, nó mà ăn nha. Cái này cái gạch chứ không phải cái cứt cứa đâu nha mọi người. Trên này nó có cái gạch màu đỏ như thế này nè. Nhanh
Đấy, con ăn cái gì cũng được. Thử cái bánh pie của mẹ thử ha. Rồi rất là gốc phải. Được rồi, nó béo. Alice xử xong mới dễ mì vậy. Alice con muốn ăn ăn tôm không? Nó là lọc tôm ăn thử ra. Sao con đeo ba quá vậy? Mía được là con ăn một cái dĩa mì quá trời nhiều rồi, giờ con đòi ăn mì nữa. Con ăn cái xúc xích đi. Nè. Papa, hồi ơi, cái con crepe tủ này nó có quá trời nhiều trứng luôn. Cái trứng con tôm tích này ăn béo lắm luôn á mọi người. Cái trứng nó béo lắm chị kìa. Con thử trứng không? Để hát school lấy cái gì? Julia? Con muốn ăn thử cái trứng không? Không. Không hả? Cái vỏ nó móc vào trong cái miệng á. Con cắn lại đàng hoàng. Julia nó ngộ lắm nha, mấy tôm này không biết ăn. Nhưng mà tôm sú của Việt Nam á, Julia lại thích ăn. 1, 2, 3 vô. Chúc mừng. Cảm ơn bà cô chú anh chị yêu thương con. Cảm ơn bà cô chú anh chị yêu thương con. Julia. Cảm ơn anh bà cô chú yêu thương con. Ông bà cô chú yêu thương con á, mấy cho tụi con nhiều cái a vô cái vô đi. Cho con nhiều cái sub nhiều hơn rồi xong rồi xem video của gia đình nhà dịch nhiều hơn nữa nha ông bà cô chú anh chị ơi. Cô ăn hết cái trứng đi, nó chảy ra hết trơn rồi kìa. Ăn hết cái đó đi trước khi cô ăn cái tôm. Bỏ hết đi miệng nha luôn á. Nhà dịch xin chân thành cảm ơn sự yêu thương và ủng hộ của quý khán giả gửi đến gia đình mình. Thì 20.000 lượt theo dõi á, nó nhỏ lắm, nó không có đáng là bao nhiêu hết trơn á, so với những cái kênh lớn khác, những cái kênh khác. Nhưng mà đó là cả một cái quá trình nỗ lực của em Thư và của bầy dịch con của cả gia đình. Thì cái lúc mà làm cái kênh YouTube này á, là em Thư cũng không có biết một cái gì hết trơn luôn á ông bà cô chú anh chị ơi. Ta nói hả, tự đi lên trên Google, tự tìm kiếm, tự tạo, tự làm. Kênh của mình á, thì không có ai đứng phía sau hết trơn, tự tạo, tự đi lên thôi. Còn những cái kênh khác á, thì người ta có người chống lưng, hoặc là người ta đi vào bên cái net á, vào những cái mạng lưới lớn á, giống như của mấy cái kênh Điền Quân đồ này kia, thì sẽ có giống như là được tương tác nhiều hơn á.
Nhưng mà kiểu giống như là mình làm cái kênh này là để lưu giữ lại những cái khoảnh khắc của gia đình làm kỷ niệm thôi, cho nên mình không có muốn bị ràng buộc vào một cái bên thứ hai nào hết. Vì là mình không có đi vô trong cái mạng lưới, cái net lớn á, cho nên với lại cái kênh của mình nó còn nhỏ nữa, cho nên YouTube nó cũng rất là khó đề xuất. Cho nên mỗi một cái video ra đó em Thư phải suy nghĩ rất là nhiều. Quay video á, là em Thư không có mệt, nhưng mà chỉ mệt là cái đặt tiêu đề cho mỗi một cái video đó mọi người. Thì mình phải làm theo đúng cái format của YouTube, thì lúc đó là người ta mới đề xuất lên cho quý khán giả xem. Mấy cái kênh lớn thì người ta đã có một cái lượng theo dõi khá là đông rồi, cho nên người ta cái gì cũng được hết trơn, khán giả cũng vô xem. Nhưng mà do cái kênh của em Thư còn nhỏ lắm, rất là nhỏ luôn, cho nên phải dùng những cái từ ngữ sao đó để YouTube nó đề xuất lên á. Cho nên nhiều khi dùng cái từ đi theo format của YouTube đó, nó hơi bị lố chút xíu. Thì quý khán giả, anh chị và các bạn thông cảm cho em Thư với lại cho bài dịch con nha. Bây giờ thì mình làm cái bánh nó kêu là rét mặt cả nè mọi người. Thì ở đây là mình có cái này nó kêu là tear cọt cả, là một cái dạng bánh như thế này nè, bánh mì rất là xốp. Xong sau đó là mình cho cái lớp màu trắng trắng này á, là cái sốt mayonnaise lên đó mọi người. Sau đó là salad, mình sẽ cho salad lên. Đấy, xong rồi nha mọi người ơi. Cho một con này lên. Đây là một cái rét mặt cả, quá trời bự luôn. Mời mọi người. Làm màu, làm cho quê một cái bánh mì chà bá luôn, không biết có ăn nổi không. Cái bữa này nhớ sao nào cho cuốn bánh đất từ bọt kè do ác tới. Ở bên này á mọi người không có ăn rau nhiều như ở Việt Nam, toàn là cà chua với dưa leo với xà lách là nhiều thôi à, chứ còn rau Việt Nam ít lắm. Ska du käfta? Alin har lagt ont av mig om vad du gör. Näpp, näpp, näpp. Hôm nay vô mùa thu lại tiếp tục vô trong cái khóa học bóng ném mới nữa. Sophia với Julia ra được anh Mít chở đi học rồi. Còn có một mình Alice ở nhà với mẹ thôi. Một cú giật thì hai chân chân. Nó tên tên cắp 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 cắp. Mà nó cứ tên tà bì bông. Nút tê tà bà 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 giỏi quá trời. Alice nói đi, cảm ơn ông bà cô chú. Cảm ơn bà chú. À, cảm ơn ông bà cô chú. Yêu Alice. Yêu. Ok, ông bà cô chú, anh chị và các bạn. À, cô chú. Nhà dịch xin phép dừng video ngày hôm nay tại đây. Chúc ông bà cô chú ngủ ngon. Alice nói đi, chúc ngủ ngon. Con bỏ cái gối xuống con nói. À, cái đó mà ôm đi con nói đi, chúc ngủ ngon. À, chúc ngủ ngon. Cảm ơn ông bà cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại vào 7:30 tối ngày mai. Bye bye, bye.